Chào anh em đã quay trở lại với tựa game Cast Mèo Con Đại Chiến và mình là Thanh EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ vào thế nào? Và hôm nay thì mình sẽ lắp ráp xe mới đi nhờ. Ở cái xe này hôm qua thì nó khá là ngon và nó đã có thể leo lên vị trí thứ 3 được. Khả năng là găm thẳng vào bánh xe của team địch và sau đó là khoan thẳng vào phía dưới. Cực kỳ là bá đạo. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang cái loại xe khác đi. Mình có một cái thân xe Titan 2323 máu. Và nó sẽ có cái xem nào. Thật ra thì cái xe này trang bị cho nó là cái khoan. Cho nó một cái khoan cộng thêm một cái nâng lên là hợp lý nhất. Theo mình nghĩ là thế. Cái cưa đi, cho hẳn là cái cưa đi. Cho nó hẳn cái cưa gọi là cưa xịn nhất của chúng ta đi. Đâu rồi? Cưa xịn nhất của chúng ta ở phía cuối này. Cưa 3 sao và tầm khoảng 22k đam, 2120 đam. Cộng thêm một cái nâng lên thuộc dạng xịn nhất của đất luôn. Đó chính là cái nâng lên 4 sao và trang bị là 860 máu. Kết hợp với đó là bánh xe như thế nào đây? Bánh xe trước, bánh xe sau to hơn như thế này thì giúp ta chạy nhanh hơn một chút này. Và bánh xe trước như thế này. Rồi, và hy vọng là chúng ta có thể là chiến được nó. Tiến lên nào. Mình có một cây hương cắm trên đầu này. Wow. Đánh thế quái ở đây. Nó là xe kim tự tháp à? Và hai cái trên sọ. Ôi, hơn 2k đam kìa. Không được. Vấn đề là không được rồi. Cảm giác như cái xe của chúng ta, cái khoan của nó hơi ngắn thì phải. Cảm giác hơi ngắn, đúng không ta? Wow, ba vũ khí luôn. Chết đi mày, Isaac. Lost Isaac. Trời, Isaac Newton à? Chắc vậy. Quick fire. Xe nó sẽ gồm hai cái booster đẩy lên và đẩy xuống, cũng như là một quả tên lửa. Rocket sẽ là 1933 đam. Đam to thế em. Không kịp khoan mọi người. Thật sự không kịp khoan mọi người luôn. Hơi khó để chơi. Khó này. Vấn đề là cái khoan của chúng ta, cái cưa của chúng ta là quá ngắn thì phải. Vấn đề là cái vũ khí này không ổn cho lắm. Xe này vẫn không ổn cho lắm anh ạ. Nếu hết ra sẽ đổi sang xe khác đi. Rất nhiều mẫu xe mà đợi chúng ta ở đây. Cái này là classic thì không có gì mới cả. Chỉ có cái này thôi. Cái này có 8 năng lượng thì không dùng được này. Vấn đề là như thế đây. 8 năng lượng, tiếp tục có 8 năng lượng tiếp. Phải dựa theo cái vũ khí của chúng ta ấy. Chúng ta có những cái vũ khí gì là ngon nhất hiện tại. Có mỗi cái khoan, mỗi cái lưỡi cưa là ngon nhất. Cái này là 426 đam này. Cái này là 889 đam. Là... rồi, chắc là mình sẽ bỏ này đi nhỉ. Cái này có thể trang bị được hai vũ khí đúng không? Hai vũ khí này. Laser còn 17 năng lượng nữa, thêm một cái laser 387 này. Sao có 387 nhỉ? Đây 723 đây. Nhưng mà nếu mà trang bị như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào mà bắn được nữa. Chúng ta sẽ không thể trang bị được thêm một cái đẩy ngược lại được. Mình sẽ cần trang bị một cái nhẹ nhàng thôi. Cái đẩy ngược lại của chúng ta đâu? Đây một cái loa. Một số cái loa, loa 1 sao 383. Có mỗi loại loa này thôi. Chúng ta sẽ trang bị thêm loại loa này nó nhá. Cái booster đây giúp ta đẩy lùi phía sau đây. Khá là hay. Booster 2 năng lượng giúp ta đẩy lùi phía sau à? Mình muốn nó đẩy ra phía trước cơ. Nếu mà có hai cái vũ khí thì ta có thể trang bị được. Làm thế nào để nó không thể nào mà chạm được vào mình ấy. Khó, thật sự là khó đúng không? Còn 7 năng lượng thôi. 7 năng lượng phải kiếm được một cái nào 7 năng lượng, 5 năng lượng này. Mấy này yếu quá, toàn hơn 300 đam thôi. Cái này thì là 8 năng lượng cơ, thiếu đúng một cái này. Cay. Thật sự là hết cái để nâng cấp năng lượng rồi. Chỉ có tăng cấp máu thôi. Có mỗi cái tên lửa xịn nhất thì lại thường. Tên lửa này cũng được. Nó sẽ lên khoảng 1200 đam thôi. Thật sự là yếu. Theo mình thật sự rất là yếu một cái xe như thế này. Bánh xe thì cái bánh sau không cho di chuyển nữa đúng không? Là được. Như thế này đi, trang trí thôi. Nào, tiến lên.
Ui rồi cái quả laser hơn 1000 đam. Sợ sợ. Nói quả laser kinh khủng thật. Fighting lại nào. Chết ngay đấy chưa? Laser sao khỏe mà. Laser sau ta có thể là bỏ bánh xe đi. Bỏ bánh xe phía trước đi này. À, lấy hai bánh xe con đấy để nó không thể di chuyển được ấy. Hai bánh xe bé nhất đúng không? Khá là dị ta. Xe không cần chạy mà xe chỉ cần bắn thôi. Đây bánh xe có cái sneaky 100%. Bánh xe này thì nó không chạy được. Dĩ nhiên là như thế rồi, chỉ tăng máu thôi. Không cần nhiều. Wow, thấy chưa? Thấy cái sự lợi hại của nó chưa? Bá vết à. Nhưng nó bị chúi xuống đất nhở. Mất một quả tên lửa rồi. Thế bỏ này đi. Lấy bánh xe gần như nhỏ nhất để trang bị cho nó. Cái thể loại khấm bựa này có rất là nhiều cách chiến thuật khác nhau để giành chiến thắng. Không nhất thiết là chúng ta cần phải lao thẳng vào, hoặc là đam thật to, hoặc là máu thật trâu đâu. Nhiều khi là chỉ đứng nguyên thôi mà cũng có thể là giết được nó này. Đây đây, cho bánh này đi, để nó đỡ bị lật xuống ấy. Hiểu không? Như thế này này, như thế này này, như thế này này. 1300. Bây giờ mình chỉ cần tăng thêm đam cho cái xe này thôi là rất là ok rồi. Theo mình thế, nghĩ là thế. Nào, tiến lên. Tên lửa, tên lửa. Ai da, ai da. Này, mình nhờn. Hay hay hay. Chúng ta sẽ mang vào trong đấu trường nhá. Những cái loại xe này mình rất là thích từ trước đến nay rồi. Mình đứng thứ bao nhiêu? Chúng ta đứng thứ 4 à. 12 trận thắng. Không kịp rồi, không kịp rồi. Oh, yes, hay lắm. Nó có 637 đam thôi. Biến ra chỗ khác ngay. Thấy chưa? Laser, sức mạnh. Sức mạnh của laser chưa? Sức mạnh của laser. Hạ nó. Yes, hay. Tuyệt vời. Hạ nó. Biến khác, máu trâu quá. Máu trâu quá, nó cũng có laser. Bắn lại, bắn lại, bắn lại, bắn lại, bắn lại, bắn lại, bắn lại. Ây da. Máu mình. Chết mày này. Tụ năng lượng. Tụ năng lượng không kịp, không kịp. Vấn đề là không kịp. Chết ngay. Cái xe kia nó cũng là chơi học theo cái kiểu xe của mình mà. Chết ngay, hay lắm. Chúng ta thắng được 6 trận. Win, không được. Nó trang bị laser là sấp mặt luôn. Sấp mặt này. Sấp mặt này. Vào đây. Xe nó trâu thế, Titan à. 5000 máu. Thế trâu vãi trời à. Oh man. Chết mày này. Rồi, chúng ta thấy khá là ổn. Nếu thế trang bị hẳn lên cái xe chính của chúng ta hơn 5k máu ấy. Đấy, mình lên đứng nhất luôn này. Với cái loại xe mới chúng ta đứng lên nhất luôn này. Không thể tưởng tượng được à. Là mình có thể đứng lên nhất được luôn. 12 trận này. Đừng có đùa với anh. Ây chà. Với cái loại xe này thôi, mình cần cải tiến. Theo mình nghĩ cần cải tiến thêm cái xe này. Thân xe như thế này là được rồi đấy. Thân xe như thế này là rất là ổn rồi. Bây giờ chỉ nâng cấp nó lên thôi. Nâng cấp nó mạnh hơn nữa thôi. Con thuyền này. Con thuyền xanh này. Hơn 1k máu nhưng mà năng lượng tối thiểu của nó phải là 18. Chắc chắn nó phải có 18 năng lượng trong này. Trở lên. Năng lượng là 17 này. 17 hai vũ khí nhưng mà không có cái trang bị cho nó. Và bánh xe thì khá là chối. Bánh xe này thì vẫn bắt buộc phải lắp một cái đúng không? Lắp cái đằng trước đúng không? Vẫn là khó chịu. Nó có thể là thỏa mãn được cái điều kiện à, không, nó chỉ có 12 năng lượng thôi. Vấn đề là bánh xe, cái xe này rất là ngon, xe này rất là trâu máu nhưng mà vấn đề là không đủ năng lượng. Không đủ năng lượng thì không thể là phù hợp được với cái chiến thuật của mình đề ra cả. 9 này, 8 này. Không được. 3 bánh. Vãi luềnh. Xe 3 bánh nhưng mà năng lượng có 8 thôi. 18 năng lượng nhưng mà một vũ khí. Không được. Phải nhất là hai vũ khí trở lên. Hai vũ khí. Xe này là 951 máu và hai vũ khí đây. Và 18 luôn kìa. Wow, và nó nhưng mà nó 951 máu đúng không? Cái này hơn 1k máu cơ. Ai da. Vấn đề là có liệu có trụ được không ấy. Đam sẽ to hơn đấy. Thử nhá, test thử nhá.
Rồi chắc mình sẽ test thử cái xe này đi. Xe hai vũ khí này. Tại sao không dùng chứ ta? Đúng rồi, laser. Laser đâu cũng được. À nó có hai cái đây, đúng rồi, vẫn hai cái đẩy ở đây. Cái này để phía dưới đi, để phía giữa này. Đó, và thêm được cái kia là có là 8 đúng không? 8 hay 7 gì đó? 7 7 7. 8 này. Rồi, và thêm được một cái nữa. Một cái đẩy của nó nữa là chỉ có tốn tác dụng là 1 thôi. Ngon. Trên này là mình nghĩ là hợp lý đấy. Đó, hợp lý rồi. Đam to rồi, đam lên một khoảng 1.600 đam. Máu hơi thấp, máu phải nhất phải 2k. Đấy, chauffeur đúng không? Chauffeur đúng không? Classic này, chỉ tác dụng cho classic thôi. Nó vẫn có thể di chuyển được, cái xe này vẫn di chuyển được anh em ạ. Nếu mà không có cái bánh này thì chúng ta lại rất là khó đi. Ok. Bánh cuối cùng xem nào. Đây đây, bánh cuối đây. Như thế thì đi quái được nhỉ? Theo mình nghĩ là không thể đi được. Thử test thử xem nào. Đi tốt, vẫn đi tốt, vẫn đi tốt. Chúng ta lao, lao thẳng vào chỗ nó nhanh quá. Đi nhanh quá, đi nhanh quá, không được. Xe bánh xe không được. Bánh xe nhỏ hơn đi. Bánh xe nhỏ hơn đằng sau đi. Bằng ít nhất là bằng cái xe kia, nó hơn 2k máu kìa. Có cái bánh xe nào ngon không? 600 máu này. Đây đây, bánh xe này rồi, lấy luôn này. Sao không lấy chứ? 3 sao cơ mà. Ờ nhấm nhấm. Lấy xe 2 của chúng ta như thế này. Rất là ngon rồi đấy. Như thế này đi, gần như là không đi được. Đi được mắt. Không đi được luôn. Yes, hay lắm. Xe bánh xe không đi được rồi. Tôi cố gắng làm cho nào để xe không thể đi nổi. Thế thôi, chỉ cần thế thôi. Đúng không? Championship, tiến lên nào. Chúng ta vẫn đứng thứ nhất đúng không? Một ngày nữa thì chúng ta sẽ thăng hạng. Biến ra, ôi, 3k đam. Làm gì em? Xe này lúc em mình không ăn được đây. Những cái xe không ăn được thì nó sẽ được. What the hell? Sao nó phóng thẳng vào xe mình vậy? Mình thua 2 trận kìa. Mày nhờn này. Trận 4. Ôi. Thế sao nó không bị đẩy ra nhỉ? Thế quái nào không bị đẩy ra ta? Mới có win được 2 trận thôi. Chết hết. Đúng rồi, win được 12 trận đúng không? Vẫn chết. Đà máu mình vẫn trâu mà 2k4. Thua nhiều quá. Cảm giác cái tưởng xe này thua nhiều hơn xe lúc nãy đúng không? Máu yếu hơn à? Titan thì không đấu được nó. Hình như xe này thua nhiều hơn cái xe cũ của chúng ta thì phải. Một nâng cấp thất bại rồi. Đây là một cái phiên bản nâng cấp thất bại. Chẳng có 7 trận thôi. Mày vào đây. Chết ngay. Rồi và chúng ta thắng được 8 trận rồi. Nếu mà đánh cái xe này thì chúng ta lên được 13 này. Vẫn lên được 10, thêm điểm. Có nghĩa là đánh bại những cái thằng mà lúc nãy ta chưa đánh bại được ấy. Thấy thì cũng được. Nói chung là cũng được. Nhìn chung là xe này thì nó sẽ đam to hơn một chút. Đam to hơn do cái quả tên lửa này. Đó, quả tên lửa này. Bánh xe này. Cái đẩy đi này. Cái đẩy đi có tác dụng không ta? Hình như là có tác dụng. Thêm cái đẩy đi bằng cái khác được không? Không có cái nào ngon hơn là cái đẩy đi quả. Mấy cái này thì nó sẽ cần khoảng 2 hay 3 năng lượng cơ. Cái booster này. Đây này, cần có 1 năng lượng, 460 máu này. 1 năng lượng thôi. Ui. Cái này 2 năng lượng này. Thấy chưa? Cái này sẽ làm mình bay lên à? Tiến thẳng lên à? Mình đang đi cần đi giật lùi nữa, cần cho bay lên thì đi làm sao? Cái này chỉ giúp ra ta bay lên đấy. Không được, không được, không được, không được. 2 năng lượng này, 305 máu. Cái này sẽ giúp ta giật lùi đi một chút. Đây, đây. Ví dụ cái này đi. Đó, thử, test thử nào. Đây được 2500 máu này. Quick fire. Mẹ, còn không kịp cơ. Còn không kịp giật lại cơ. Giật lại ngắn quá. Đúng không? Đẩy ra vẫn hay hơn không? Vẫn nói chung vẫn có thể là hạ được rất là nhiều xe. Theo mình thấy là cái xe này vẫn có thể hạ được một số xe.
Nếu mà như có cái đẩy cỡ mạnh ấy nhờ thì ngon. Vẫn bắn được laser mà. Wow, 1800 luôn kìa. Nhìn chung là phải có cái quả laser khủng. Laser mình vẫn là laser đều, chưa có cái gì cả. Phải cố gắng ba bánh ạ. Xe ba bánh nhá. 2800, nó tí nữa tiến vào được xe của mình rồi. Rồi, tay xe này thấy tạm thời cũng được. Ổn thì ta có thể là chiến được. Thôi rồi, vẫn có thể giết được nó. Xe mình là sợ mấy loại súng săn cá voi ấy, cực kỳ là sợ luôn. Đó, tiến lên. Thuyền anh ra khơi ạ. Thuyền anh ra khơi ạ. Thuyền anh ra khơi, chết ngay. Có 2000 máu rồi. Xe này cũng ổn, nhìn chung là cũng khá là phù hợp với cái chiến thuật của chúng ta. Nếu mà chúng ta trang bị cho cái xe khác thì sao? Mình muốn thử trang bị cho cái xe này thì sao? Xe này cũng có này nhưng mà không được. À, bỏ hết bánh đi, bỏ hết bánh đi. Nó vẫn có thể di chuyển được, xe này vẫn có thể di chuyển được. Nhưng bình thường nó là 4k máu rồi cơ. Lắp nào, lắp vũ khí nào, lắp vũ khí nào. Như thế này đi. Đấy, như thế. Và chuyển qua cái này, xe này hơi ít máu này. Vũ khí. Cái này chỉ có 14 năng lượng thôi, đúng rồi. Điểm yếu của xe này là không không thể trang bị được tất cả các phụ kiện lên. Trâu máu nhưng mà không thể trang bị phụ kiện lên. Đấy là lý do tại sao mà mình không thể nào mà chơi được cái xe này. Ok, chúng ta không thể trang bị được đâu. Xe này chỉ thích hợp cho cái là trang bị cái booster vào nó bay lên ấy. Xoay liên tục ấy là có thể được, chứ còn như thế này là không không ổn, đúng không? Có 14 năng lượng. Quá thấp, thật sự quá thấp năng lượng. Mỗi xe thì nó sẽ có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nói chung là xe này là hợp lý nhất này, hiện tại. Hiện tại xe này là hợp lý nhất. Mình còn có mỗi 10.000 mấy mà 10.000 mấy tiền thôi. Nâng cấp được cho xe này thì cứ nâng cấp thôi. Xem nào, nâng cấp được không? Mất có 8.700 cơ. Chà. Mất 8.700 vàng thì cũng chưa lên được level tăng thêm từ 1 level 3 luôn. Tăng thêm 99 máu. Hẳn là 99 máu thôi. Nâng lên cho nó cái 99. Vũ khí, tất cả vũ khí mạnh nhất được trang bị hết rồi. Không còn cái gì khác. Đấy, tất cả vũ khí mạnh nhất được nó rồi. Đấy, và vũ khí phụ những cái booster với mấy cái hay cái phóng lao thẳng vào người nó nhỉ. Không không, cái đấy không chơi được. Chỉ có như thế này thôi. Chứ không còn cái gì khác hơn cả. Với cái đẩy nó đi như thế này thôi. Đó, hai cái này đi này được này. Hai cái loa vẫn là cái loa huyền thoại của chúng ta. Bánh xe hiện tại là bánh xe 645 và 460. Có bánh xe nào ngon hơn nữa không? 645, cái bánh xe kia ngon quá, 3 sao xanh à. 460 này. 305 này, không không được. 460 on Snakey. Hết rồi, cho hết bánh xe ngon rồi, chỉ bằng này bánh xe ngon nhất hiện tại à. Tất cả những phụ kiện là ngon nhất tính hiện tại là trang bị hết cho cái xe này rồi. Nào, quick fire vài trận nữa xong à. Nó bánh xe nó mạnh hơn, nó đẩy mình đi anh em ạ. Bựa vãi. Cái thể loại này thắng này kìa, bựa vãi. Nó sẽ bay xung quanh người thôi. Nó bật lên. Cái gì đây? Thế nào bắn lên trời này thì làm sao mà có chịu được nhiệt nhỉ? Xe này chán quá, làm sao mà có thể ăn được mình? Không thể ăn được. Quick fire này, lên. Lên này, lên, lên. Ui. Xe nó là Titan à? Mà tại sao nó bị nó bắn lên cao nhỉ? Sao nó lại nhắm xuống đất nhỉ? Chết ngay, 3.058 máu rồi. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Cast Mèo Con Đại Chiến. Bye bye.